Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tường Tám nhé. Và thì tôi trân trọng giới thiệu với quý vị là bây giờ là 3 giờ chiều ngày 23 tháng 10 năm 2019. Và thì rất hân hạnh được đón anh Thắng và hai vợ chồng anh Thắng ở thành phố Yên Bái về để ký nhận bộ tập còn chất liệu bằng gỗ hương đỏ Nam Phi và nó kích thước là 1m8 2m2. Đây quý vị nhìn quý vị đây chiếc xe và chiếc sập này được tôi chọn là gỗ vân rất là đẹp và đúng là làm sóng biển luôn. Đấy, cái này hình quý vị đây là chị vợ anh Thắng đấy. Chị thấy ở chỗ nào giữa thành phố ấy nhỉ? Anh trở lên đúng Vincom. Đúng Vincom thành và thế lên cứ hỏi tên là anh Thắng và vợ là chị là gì nhỉ? Thắng Lý à? Đây mà trên màn hình quý vị nhìn đây là vợ chồng anh Thắng Lý ở thành phố Yên Bái về để ký nhận bộ tập thờ à chết sập xin lỗi sập ngồi đây này nhìn vân đẹp không anh hả? Đấy đánh bóng này nó nổi ra nhưng nó sẽ nổi hơn này nhiều à, chọn vân đẹp đấy. Đấy quý vị ai có nhu cầu muốn dùng một chiếc sập như của anh Thắng này nhá thì xin liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tường Tám à chết để cái biển luôn thì rất là xứng chàng đấy. Alo và nó ở Phú Thọ ạ.